Xin chào mọi người, em lại tiếp tục quay cho mọi người cây mộc hương ta hoa vàng hàng 1 tuổi nhá. Hàng 1 tuổi. Nhiều bác sẽ thắc mắc là từ cây giống mà 15k, từ cây giống 15k nhà em bán thì nuôi bao lâu thì nó sẽ được cao 70 phân đến 80 phân. Thì từ cây giống 15k mọi người nuôi sau 1 năm thì nó sẽ cao được 70 phân đến 80 phân nhá. Đây là hàng giống này, hàng giống nhà em là bên này luống hàng giống nhá. Đấy, hàng giống thì trồng nữa như này. Hàng giống trồng như này sau khi cây nó cao lên một chút xíu thì đã bắt đầu cho cọc và cắm để điều chỉnh lại cây. Còn lúc đầu thì chưa cần phải cắm cọc. Mình trồng lúc đầu thì trồng bọn em trồng làm kinh tế thì không biết không trồng thưa mà bọn em trồng rất là mau. Bọn em làm trồng làm kinh tế thì khoảng cách giữa hai cây thì bọn em sẽ trồng là 20 phân một cây. Khoảng cách giữa hai cây còn chưa đến 20 phân cơ. Nhưng đây là bọn em trồng làm kinh tế, là bọn em đã trồng mau. Tác dụng của việc trồng mau là cây nó sẽ lên mọc, sẽ lên được cây thành cây thẳng nhá. Trồng mà khi các bạn trồng mau thì khi cây nó mọc lên nó sẽ được thành một cây thẳng. Nếu mà mình trồng thưa quá nhá, hàng cây giống nếu mà mình trồng thưa quá thì là cây nó sẽ mọc tùm từ dưới gốc lên, thì nó sẽ mọc thành cây bụi, nên là mình cứ trồng mau một tí. Nhưng bọn em làm kinh tế là bọn em trồng là sẽ trồng mau như này. Sau này khi bọn em xuất bán thì bọn em sẽ cách cây. Ví dụ khi cây được 1 tuổi bọn em sẽ bán theo kiểu cách cây đánh cây nhá. Cây này là giữ lại này, đánh cây này, đánh cây này mang đi bán này, thằng cây này giữ lại này, đánh cây bên cạnh mang đi bán. Thì sau này nó sẽ tạo thành khoảng cách là 40 phân một cây. Xong năm thì tiếp theo thì lại cũng lại cách cây đánh cây thì cần sẽ tạo thành một cây nó sẽ được thưa. Lúc đầu sẽ trồng mau như này nhá. Nãy có mấy bác hỏi em là hỏi mua hàng của em, chốt đơn mua mộc hương của em. Xong là bác yêu cầu với một điều kiện là ship hàng đến cho xem hàng, xong là mới thanh toán tiền, bảo lấy lúc là hàng chuẩn thì không cần cọc. Em bảo là mua hàng của bên em là yêu cầu phải cọc tối thiểu là 30% hoặc ít nhất là 20%. Đơn hàng của bác là bác ấy đặt mua 20 cây thì là 1,6 triệu. Triệu 6 thì em bảo cọc 600, còn lại là 2 triệu thì sẽ thanh toán tiền cho nốt cho lái xe. Nhưng mà người ta không đồng ý, người ta đòi là phải ship đến tận nơi thì mới thanh toán. Như thế rất là khó cho bọn em nhá. Bởi vì hàng cây cối này nó không như hàng quần áo. Không như hàng quần áo, cái quần cái áo của các bác, nếu mà các bác bom hàng trở về thì một cái quần áo nó rất là nhẹ. Tiền ship của nó chỉ tầm 20.000, nếu mà tiền ship quần áo các bác bom hàng về thì người ta quay hàng về rất là nhẹ nhàng. Còn hàng cây cối thì nó không phải như thế. Cây cối nó rất là nặng, rất là cồng kềnh. Bọn em nào là tiền ship mang ra bến xe để gửi, xong lại tiền ship từ nhà xe đi về nhà các bác nữa. Từ bến xe về nhà các bác nữa nó rất nhiều chi phí đội lên. Xong nếu mà hàng quay đầu thì lại một lượt nữa tiền ship xe, xong lại một lượt nữa tiền xe ôm. Đấy là trường hợp rủi ro là các bác bom hàng chưa được hàng nhà em, thì em đã đảm bảo là giao đúng tiêu chí là cao cây 70 phân đến 80 phân, thì không hề có chuyện bọn em sẽ giao sai tiêu chí cả. Ta giao đúng tiêu chí, mọi người có quyền nhận hàng kiểm hàng đúng tiêu chí, đúng kích cỡ, đúng cái chủng loại mọi người đặt thì là mọi người thanh toán tiền cho lái xe, chứ bọn em cũng không có thu tiền hết của khách. Nên là mọi người có thể yên tâm cái điều đấy, là bọn em sẽ không bao giờ giao sai. Sở dĩ là cái việc mà mình thu cọc là để xem khách có thiện chí mua hay không. Nếu khách thiện chí mua thì người ta sẽ cọc tiền. Và người ta cũng đấy là cái trách nhiệm của khách hàng, khi người ta cọc tiền rồi thì người ta phải có trách nhiệm nhận hàng. Ví dụ như bọn em mà không thu tiền cọc của khách, có nhiều khách người ta bảo là ngủ quên này, rồi nhà bận này, hoặc lý do này lý do kia, người ta sẽ không ra nhận hàng. Thì có phải là tự dưng mình quay đầu đi cước xe đi 2-3 lần liền, cây cối mà cứ đi đi lại vài lần liền là nó đã hỏng cây rồi. Nên là bắt buộc em phải thu tiền ship của khách nhá. Bắt buộc là phải thu tiền cọc của khách. Thu tiền cọc là chỉ để cho khách có trách nhiệm với cả cây thôi. Để mình mà có trách nhiệm khi mà lái xe người ta gọi là hôm à em ơi bây giờ anh đang chuẩn bị giao hàng rồi, em cho người ta nhận cây. Thì là khách người ta ra nhận cây thôi. Chứ tiền ship bọn em thu tiền cọc em chỉ thu có 30% nó không đáng gì so với cái đơn hàng cả. Đơn hàng 2 triệu em chỉ thu tiền cọc của khách đến 500k với 600k. Có cây to nhá bạn nhá. Nhưng bây giờ hiện tại mình đang ở vườn này là vườn cây nhỏ, nên là tạm thời mình sẽ quay cây nhỏ nhá. Ở vườn này không có cây to. Nên là cây to để hẹn bạn trong cái clip khác. Mọi người chịu khó vào xem live của mình. Trong cái live stream khác thì mình có cây to nhá. Cây là cây mộc hương ta hoa vàng hàng phân khúc 1 tuổi này. Em quay sát thân cho mọi người xem. Thân cây nó rất là thẳng mịn đẹp. Hàng nhà em bán là đảm bảo tiêu chí là thân cây thẳng mịn đẹp nhá mọi người nhá. Em đo thoát thân này, 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. Chiều cao em nhận tặng trung bình giao cây giao cho mọi người sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân.
chiều cao cây giao cho mọi người rất là cao, cây 70 phân đến 80 phân nha mọi người nhá. Những cây bé thì em sẽ bớt lại tại vườn, em sẽ không giao. Cây bé thì em lại nuôi to chứ không giao cho